Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay Thi lại xuất hiện ở ngã 6 Ngô Mây. Và phía sau lưng Thi vẫn là dự án Caria nổi tiếng ở Quy Nhơn. Vẫn là những cái hình ảnh rất là sôi động của ngã 6. Tuy nhiên hôm nay đó là một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày 19 tháng 10, ngày mai là 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam nhé. Và nhân đây cũng xin chúc tất cả phụ nữ Việt Nam có những một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ. Và giờ sức khỏe luôn luôn trẻ đẹp ạ. Và có một điều đặc biệt nữa thì là ngày 20 tháng 10 thì chúng ta sẽ có hoa, có quà tặng cho phụ nữ. Và trước dự án Caria Quy Nhơn của chúng ta hiện tại là cả một rừng hoa nha mọi người. Và lần này thì đi cập nhật dự án, thay vì chúng ta sẽ cập nhật tiến độ Caria. Tại vì Caria hiện tại thì sau đợt mở bán tháng 8 á, thì số lượng căn bán ra không được nhiều và giá thành tương đối là cao trong cái thời điểm này. Đó là thời điểm mà bất động sản đang khá là chững và đặc biệt là ở thị trường Quy Nhơn. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ ngắm cái cảnh quan những cái rừng hoa xung quanh Caria thay vì cập nhật tiến độ Caria đang xây ở đang tiến hành xây ba hầm ở dưới nha ở mọi người. Và ở mặt bên kia thì lát nữa nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ qua xem thử. Còn bây giờ chúng ta ngắm hoa thôi. Vâng, nhìn những cái hình ảnh những đóa hoa tươi thắm như thế này và được bày biện ở ven đường ngay ngã 6 Ngô Mây thì cảm nhận được cái không khí của ngày 20 tháng 10 thật là sôi động và đã đến ngay cạnh chân rồi. Và cũng nhớ cả một thời sinh viên mà Thi học ở trường Đại học Quy Nhơn nằm ở bên trái của dự án này. Đó thì thời đó tuổi nhỏ thì mình còn trẻ trung thì vẫn tập tành kinh doanh cùng với nhóm bạn, vẫn mở được những cái sạp hoa ven đường như thế này và những đêm mà hoa ế chúng ta đứng ra mình chào mời rất là thú vị nha mọi người. Đó, thì hiện tại là tầm khoảng 4 giờ chiều và ở nút giao ngã 6 Ngô Mây này thì lưu lượng giao thông đã khá là sôi động rồi và lã tả đâu đó thì chúng ta sẽ thấy được còn nhiều người ở cái hồ ra biển để mà ngắm cảnh dạo biển và hòa mình vào dòng nước mát của biển Quy Nhơn. Thì Caria là một dự án nằm ở vị trí khá là đặc biệt. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn này, đợt mở bán đầu tiên đã không mang nhiều cái dư âm lớn cho cả thị trường Quy Nhơn và trong thị trường bất động sản nói chung. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng cho một tương lai mới, mở bán mới cho dự án.